5 nam thần Hàn có gương mặt hoàn hảo do bác sĩ lựa chọn. VBTS đẹp chuẩn đồ họa, có đôi mắt ăn tiền. Má đẹp dữ vậy, đi chơi chung không? Tổng tài An Hyo shop đỉnh vậy mà vẫn thua một người. Phải công nhận rằng showbiz Hàn ngày càng chào đón nhiều gương mặt nam thần đẹp hoàn hảo tới mức khó tin. Thật sự khi chiêm ngưỡng dung mạo ấy, người hâm mộ rất khó để so sánh xem ai là người đẹp trai nhất. Chính vì vậy, các bác sĩ làm đẹp đã vào cuộc để đưa ra nhận định về những gương mặt đẹp không tì vết trong top 5 này đều là những mỹ nam nổi tiếng xứ sở kim chi với ngoại hình đã trở thành xu hướng làm đẹp. 5. Song Kang. Đứng ở vị trí số 5 là nam thần màn ảnh Song Kang. Có lẽ nhiều khán giả sẽ không thực sự ngạc nhiên khi Song Kang ghi danh trong bảng lựa chọn của các chuyên gia bởi vẻ đẹp làm sao xuyến lòng người. Ngay từ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ vào năm 2017 với tác phẩm Kẻ nói dối và Người tình, trai hư Song Kang đã gây ấn tượng với người xem bởi chiếc visual hoàn hảo, từ sống mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ cho đến ánh mắt biết đói, tất cả đều khiến người hâm mộ mê đắm quên lối về. Càng về sau, mỹ nam họ Song Kang chứng minh được tầm nhan sắc không phải dạng vừa của mình khi liên tục xuất hiện ở loạt bom tân đóng cùng các mỹ nhân đình đám. 4. Kang Daniel. Kang Daniel đứng ở vị trí số 4 trong danh sách mà các bác sĩ làm đẹp đưa ra. Không hổ danh center quốc dân, nam thần tượng sinh năm 1996 có ngoại hình thuộc hàng cực phẩm của K-pop. Từ khi ra mắt với vị trí center trong nhóm nhạc Wanna One, Kang Daniel đến nay vẫn luôn là thần tượng hot nhất ngành giải trí. Nhờ gương mặt đẹp bất chấp mọi góc máy mà anh chàng cũng là thần tượng hiếm hoi cạnh tranh được với các diễn viên ở mảng quảng cáo. Kang Daniel khiến các fan phát cuồng bởi vẻ đẹp nam tính từ thân hình cực đẹp, cơ bụng sáu múi và bờ vai rộng đầy mạnh mẽ. Và đặc biệt là anh chàng cũng rất đáng yêu mỗi khi khoe răng thỏ đặc trưng. 3. VBTS. Đứng thứ 3 trong danh sách không ai khác chính là V, thành viên của nhóm nhạc đình đám BTS. Có thể thấy, nam idol luôn được nhắc đến mỗi khi chủ đề về ngoại hình được đưa ra bàn luận và luôn giành top đầu ở các bảng xếp hạng nhan sắc. Không chỉ có vậy, ngoại hình đáng kinh ngạc của mỹ nam sinh năm 1995 liên tục xuất hiện trên các mặt báo quốc tế. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì gương mặt của V đẹp chuẩn đồ họa đến thế cơ mà. Các bác sĩ phẫu thuật làm đẹp cũng đã giải thích sự lựa chọn của họ và lý do tại sao họ lại xếp thành viên BTS vào vị trí thứ 3 là bởi toàn bộ những đường nét trên gương mặt ấy đều đẹp tới mức khó tin. Điểm gây ấn tượng nhất của anh chính là đôi mắt, bộ phận mà ngay cả bác sĩ cũng phải thừa nhận rằng công nghệ làm đẹp hiện đại cũng không thể tái tạo được. 2. An Hyo Shop. Ngay sau khi bộ phim Hẹn Hò Trốn Công Sở lên sóng, sức hút đến từ cái tên An Hyo Shop đã phủ sóng toàn cõi mạng. Anh chàng chính là mỹ nam nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả khi vào vai tổng tài Kang Tae-mo với dáng người cao lớn, gương mặt điển trai như nguyên mẫu bức ra từ webtoon. Nhưng có thể thấy, không chỉ đẹp trai thông thường mà ở An Hyo Shop còn toát ra một sức hút kỳ lạ do khâu tạo hình cực ổn. An Hyo Shop của đời thực khi trở về với phong cách trẻ trung, năng động pha chút ngọt ngào, lại đem đến cảm giác gần gũi lãng mạn. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của nam tài tử đã đốn tim phái đẹp không biết bao nhiêu lần. Bạn biết không, lý do mà các chuyên gia làm đẹp đưa An Hyo Shop vào top 2 chính là đôi mắt và khuôn miệng đẹp hoàn hảo đấy. 1. Cha Hun-gu. Có thể bạn sẽ không ngạc nhiên về người chiến thắng ở vị trí đầu tiên trong danh sách này, bởi đó là chàng hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích Cha Hun-gu. Với biệt danh gương mặt thiên tài ngay từ khi mới ra mắt, Cha Hun-gu đã đánh bại tất cả những người nổi tiếng nam khác để giành lấy vương miện trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Hình ảnh hoàn hảo như tạc của mỹ nam sinh năm 1997 được nói đến không ngớt trên mọi chương trình mà anh tham gia. Các chuyên gia làm đẹp trước đây từng chia sẻ, Cha Hun-gu không có một lỗi nào cả, mọi thứ đều hoàn hảo. Hình ảnh của thánh mặt bộc họ Cha luôn được khen ngợi ngay cả trong số các nhóm nhạc thần tượng sở hữu visual hàng đầu. Vừa rồi đều là những nam thần nổi đình nổi đám bởi vẻ đẹp không tì vết mà đến các bác sĩ làm đẹp còn phải kinh ngạc. Bạn thấy sao về top 5 này? Và với bạn, ai mới là mỹ nam hoàn hảo nhất?